Tác hại của men gan tăng cao men gan tăng cao là dấu hiệu gan bị tổn thương hoặc viêm nhiễm tình trạng này có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như sơ gan viêm gan hoặc thậm chí là ung thư gan việc duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh là yếu tố quan trọng trong việc bảo vệ gan dưới đây là 5 món ăn có thể làm tăng men gan mà bạn nên hạn chế để bảo vệ sức khỏe của mình một thực phẩm chiên xào nhiều dầu mỡ các món ăn chiên rán, đặc biệt khi sử dụng dầu mỡ công nghiệp hoặc dầu tái sử dụng, chứa nhiều chất béo không tốt cho gan. Chúng không chỉ khiến gan phải làm việc nhiều hơn để phân giải chất béo mà còn gây tích tụ mỡ trong gan, dẫn đến viêm gan nhiễm mỡ, làm tăng men gan. 2. Thịt đỏ, thịt bò, thịt lợn. Thịt đỏ chứa nhiều chất đạm và chất béo bão hòa, nếu tiêu thụ quá mức, gan sẽ gặp khó khăn trong việc chuyển hóa. Điều này có thể gây tích tụ độc tố, làm tăng áp lực lên gan và dẫn đến tình trạng men gan cao. Việc giảm lượng thịt đỏ trong khẩu phần ăn có thể giúp giảm nguy cơ này. 3. Đồ ăn nhanh Các loại đồ ăn nhanh như hamburger, pizza, khoai tây chiên thường chứa nhiều muối, chất béo bảo hòa và chất bảo quản. Những chất này không chỉ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tổng thể mà còn làm gan phải hoạt động quá mức để loại bỏ các chất độc hại gây viêm gan và làm tăng men gan. 4. Rượu bia và đồ uống có cồn Rượu bia là một trong những tác nhân chính gây hại cho gan. Khi gan phải xử lý lượng cồn lớn, tế bào gan bị tổn thương, làm tăng nguy cơ viêm gan, sơ gan và tăng men gan. Uống rượu bia thường xuyên trong thời gian dài có thể khiến gan bị suy yếu nghiêm trọng năm nội tạng đồng là khoáng chất cần thiết cho cơ thể góp phần hình thành các tế bào hồng cầu xương mù tuy nhiên chế độ ăn nhiều đồng có thể làm tăng nguy cơ tích trữ đồng gan không thể xử lý được lượng lớn đồng dẫn đến tích tụ đồng trong gan gây tổn thương khiến men gan tăng thịt nội tạng như gan có chứa nhiều đồng cần hạn chế chúc ba con nhiều sức khỏe Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Sức khỏe 60 giây để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạnh khỏe và tràn đầy năng lượng.